tình hình là gạo ở trên đây đang hiếm, khi nào anh cho em xin ít gạo Nam Định nhá. Gạo Nam Định nhá. Nhưng là nhà anh có trồng ở đâu? Anh thế là ruộng rồi, anh làm gì có ruộng mà cày. Em nói là gạo Nam Định mà anh. À gạo Nam Định à? Anh nhà mình cái xét Lào thôi, anh chuyển luôn. Zin ơi, em muốn bao nhiêu Zin? Không, em không ăn gạo ở dưới Nam Định. Em ăn gạo Sóc Trăng gì ạ? À? Ăn gạo ở đâu? Sóc Trăng à, đi xa thế. Cái gì đấy, với hiếm thì đơn giản đấy ạ. À thế à, với em lại là đơn giản à? Thế em lại là ngoại lệ à? Ngoại lệ vì là anh kết cái quả hín của em thật. anh nói em làm sao mà không dám đầu tư đúng không? Gạo là cái gì em? Nhưng mà thường thường mọi người chào mọi người nhá, chào mọi người nhá, mọi người nhá, ai là chú City nè, chú tầm đạt đi. Không có tôi bạn hết cái đâu kê mà con nhân hỏi tên bạn ấy. Sao bạn? À không, đang trêu Tuấn. À. Bảo là không mà tôi bạn hết cái đâu kê mà con nhân viên hỏi số điện thoại của bạn Tuấn mà tôi không biết. Hai vợ chồng cho ăn cơm chưa hả Jin? Dạ bọn cháu vừa mới ăn xong chú ạ. À. Anh ăn cơm chưa anh ơi? Anh chưa, anh vừa dọn hàng về xong. Ok anh. Chú ơi, chồng cháu cho ăn cơm nay cho ăn ngô với khoai. Bạn cơm cho bà. Cầm đồ Tân Phương ấy, quay cái mặt cho nào. Ăn cái gì vậy? Ăn bánh. Ăn cái gì vậy? Nhìn hả?